Vụ án hai thập kỷ. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với một câu chuyện tại vùng Kentucky, một bi kịch bị che giấu suốt hơn 20 năm. Bạn có nghĩ rằng việc người con gái không ngừng cáo buộc bố mình về tội giết người liệu có đáng lên án không? Hãy cùng điều tra sự thật nhé. Ngày 12 tháng 10 năm 1980, tại vùng tiểu bang Kentucky, người đàn ông tên là Bill Major lái xe khắp nơi tìm kiếm người vợ của mình. Sau hàng giờ liền tìm xung quanh tiểu bang, ông trở về nhà và nói với Lalana và Donna, đứa con gái 4 tuổi và con trai lớn 8 tuổi, rằng mẹ của chúng đã bỏ nhà đi mất. Sự thật này khiến cho hai anh em trở nên hụt hẫng và rơi vào tuyệt vọng. Cũng trong lúc này, phía cảnh sát nhận được một đơn báo tìm người mất tích từ phía Glenn Hyle, người thợ làm thuê cho gia đình nhà Major. Ngạc nhiên ở chỗ, người mất tích mà ông tìm chính là Marilyn Major, vợ của Bill. Có hai người đàn ông đang báo án với cùng một người mất tích. Chuyện gì xảy ra vậy? Câu chuyện vỡ lẽ khi chuyện tình tay ba được hé lộ. Về phía Glenn, ông giao cho cảnh sát quyển nhật ký của Marilyn nhằm giúp cho cảnh sát có thêm manh mối để tìm kiếm tung tích. Tuy nhiên, những dòng nhật ký dang dở và nhiều ẩn ý cũng không giúp cảnh sát có thêm manh mối. Cảnh sát cũng đã tìm đến nhà của Bill. Ở đây họ tìm được bằng lái xe, thẻ bảo hiểm, mọi giấy tờ tùy thân của Marilyn đều ở nhà. Cô rời khỏi nhà khi không mang theo bất cứ thứ gì. Đó là chi tiết bất ngờ nhất. Cảnh sát cũng liên tục thẩm vấn Bill, chồng cô và người tình Glenn. Các thám tử điều tra không có bất kỳ thông tin gì về khu vực xung quanh người mất tích. Vì vậy họ gửi hồ sơ của Marilyn Major đến các cơ quan khác nhau để mở rộng công cuộc tìm kiếm. Hồ sơ cá nhân của cô ấy được gửi đến khắp các tiểu bang nước Mỹ. Thậm chí ngay lập tức họ tìm kiếm được khi có một người phụ nữ mới mất có cấu trúc xương và độ tuổi gần giống với Marilyn được tìm thấy. Về phía Glenn, người tình của Marilyn dường như thực sự lo lắng và hết sức giúp đỡ nhiệt tình cho cảnh sát. Một thời gian khi vụ án dần vào quên lãng do các chứng cứ điều tra đều trở nên bế tắc, Bill Major đưa hai người con đến Pawtucket, Rhode Island. Ban đầu thì Lalana, đứa con gái nhỏ, nghĩ rằng chỉ ở đây tạm thời một thời gian. Nhưng không, hai đứa trẻ đã sống cùng với người cha suốt vài năm sau đó. Trong thời gian này, Bill đã không ngừng nói những câu như ghim vào đầu hai đứa trẻ rằng mẹ chúng là một ả đàn bà hư đốn, bà ta là một kẻ nghiện ngập và là một gái mại dâm chính hiệu. Bà ta đã nhẫn tâm ra đi và bỏ mặc đứa trẻ. Những cuộc bạo hành bắt đầu diễn ra khi Lalana luôn tin rằng mẹ cô không bỏ rơi chúng và hỏi bố mình về tung tích của mẹ. Ông tức giận, quát mắng, đánh đập bọn trẻ ngày càng nhiều. Ông luôn nhắc nhở chúng sẽ giết đứa con còn lại nếu như còn nghĩ đến việc đi tìm mẹ chúng hoặc cố tìm cách trốn khỏi đây và kể cho người khác nghe về chuyện bí mật của ông ấy. Các vết đòn roi đè chi chít lên nhau khiến bọn trẻ không thể đi học. Mọi câu chuyện dần khép lại khi Bill quen một người phụ nữ tên là Pauline. Lúc cô dọn về nhà, Donald đã đánh liều cầu cứu cô và may mắn cô đã báo lên cảnh sát về sự việc Bill bạo hành lũ trẻ. Ngày 10 tháng 8, khoảng 7 giờ tối, cả gia đình đang ở nhà thì đột nhiên có người gõ cửa nhà Major. Lalana sợ hãi. Cô cùng Donald trốn sau góc cầu thang khi một số cảnh sát đột ngột xông vào. Hai đứa trẻ nhìn những cảnh sát tới và không tin vào mắt mình khi bố của chúng bị cảnh sát bắt. Khi thấy ánh mắt bố quay lại nhìn về phía mình, Lalana biết rằng nếu ông ấy còn khả năng trở ra tù, bọn chúng sẽ chết. Bill Major sau đó chỉ bị kết án 15 năm tù với tội bạo hành trẻ em và có khả năng được phóng thích sớm. Sau khi bố của hai đứa bị bắt, Lalana lúc này 9 tuổi, Donald 13 tuổi, quay trở lại Kentucky để sống cùng bà nội. Tại đây, ai cũng tránh né mỗi khi Lalana nói về Marilyn. Cô gái nhỏ gặp khó khăn để chấp nhận rằng mẹ cô sẽ không bao giờ trở lại và cô rất nhớ mẹ. Nhưng vào một ngày nọ, khi ở một mình cùng bà nội, nhân cơ hội, cô đã hỏi rằng bà có biết mẹ cháu thật sự ở đâu không? Bà đã thấy hoặc nghe tin gì từ mẹ cháu chưa? Sau 10 giây khựng lại, bà thốt lên: cháu yêu ơi, mẹ cháu đã chết. Marilyn đã chết từ lâu rồi và bố cháu giết bà ấy. Có lẽ vì Bill đang ở trong tù nên bà mới đủ can đảm nói ra điều đó. Rồi bà òa khóc. Lalana bị sốc trước bí mật của bà nhưng không thể hoàn toàn chấp nhận điều đó. Suốt cuộc đời, cha cô đã nói với hai đứa con rằng mẹ đã bỏ đi và không yêu thương chúng. Nhưng giờ đây bà nội đang nói rằng đó không phải sự thật và rất có thể mẹ chúng đã thành nạn nhân của Bill, một người bố với nhiều bí mật. Năm 1997, Lalana quyết định lật lại vụ án đòi công lý cho mẹ. Bây giờ cô đã đủ tuổi pháp lý và cô được cho phép truy cập vào toàn bộ cuộc điều tra của cảnh sát.
và lần đầu tiên trong đời, Lanana đọc nhật ký của mẹ. Vài dòng viết với nội dung: sáng sớm hôm nay, tôi đã thức rất sớm để gọi Donald dậy đi học và bắt gặp Bill cùng người con trai lớn. Anh ta cố che giấu những gì họ đang làm, nhưng tôi thấy những gì tôi cần thấy. Tôi nói với anh ta không được chạm vào tôi bao giờ nữa, và nếu anh ta còn chạm vào Donald, tôi sẽ giết anh ta. Như vậy, sự việc này có liên quan đến Donald, người anh trai mà cô yêu quý. Công cuộc điều tra của Lanana chuyển hướng sang người anh trai. Rất dễ để Donald mở lòng và kể cho cô em gái mọi chuyện. Tin dữ là cũng trong năm nay, bố đẻ của hai người đã cải tạo tốt và được ra trại sớm, vì vậy cô phải sớm tìm ra bằng chứng. Tháng 1 năm 2001, Lanana bắt đầu lật lại hồ sơ vụ án. Người mà cảnh sát nhắm đến không ai khác chính là cha của cô, ông Bill Major. Có một thông tin trong hồ sơ là vào năm 1981, một năm sau sự biến mất của mẹ cô, một người đàn ông đã phát hiện một cái sọ vô danh trên một nông trại tại quận Bourne, Kentucky, cách nhà cũ của gia đình Major khoảng một dặm. Vào thời điểm phát hiện vào những năm 1980, khoa học chưa tiến bộ để khám nghiệm ADN qua xương. Thế nên để nhận dạng một thi thể, họ cần răng để so sánh với hồ sơ nha khoa. Vào những năm 80, điều đó không thể thực hiện được vì phần răng đã bị đập hết, chỉ còn lại nửa hộp sọ. Nhưng đến đầu năm 2000, những tiến bộ trong công nghệ đã cho họ thêm một lựa chọn: ADN ti thể, loại ADN chỉ truyền từ mẹ sang con. Đối chiếu ADN ti thể trong hộp sọ và ADN trong nước bọt của Lanana, kết quả cho thấy hai người có quan hệ huyết thống. Cuối cùng thì cảnh sát khẳng định đây là hộp sọ của Marilyn Major. Sự thật này khiến cho Lanana chết lặng vài giây, vì bản thân cô đã đúng khi tin rằng mẹ cô không bỏ rơi cô và anh trai như lời bố nói. Nhưng cũng từ đây cô cũng tin thật sự mình không còn mẹ. Vụ án được chuyển từ mất tích thành giết người có chủ đích. Cảnh sát bắt đầu tìm thêm manh mối từ những người thân trong gia đình. Cùng với sự thuyết phục của vợ và cháu gái, James Major, ông nội của Lanana, đã đứng ra để giúp cảnh sát có thêm chứng cứ bắt con trai mình phải trả giá. Ông được hỗ trợ thiết bị ghi âm cuộc gọi mỗi khi vào tù thăm con. Những cuộc gọi đầu tiên mang tính chất hỏi thăm và những câu chuyện phiếm cùng những dự định lúc Bill sắp ra tù. Dần dần ông hỏi sâu hơn về tình tiết của vụ án vào 20 năm trước. Ban đầu thì Bill còn dè chừng, nhưng dần dần về sau anh ta thoải mái hơn và thừa nhận rằng chính anh ta đã bắn Marilyn vào đêm hôm đó. Bằng chứng đã có đủ, phía Lanana và Donald cũng kể về quá khứ bị bạo hành. Bằng chứng đưa ra khiến chỉ trong vài buổi thẩm vấn, Bill Major phải khai nhận hành vi phạm tội. Câu chuyện của gia đình Major được sâu chuỗi lại với những tình tiết mà khi nói tới Bill Major, hắn không khác gì một tên biến thái, bệnh hoạn. Vậy cụ thể là gì? Vào một đêm năm 1980, gia đình Major xảy ra cuộc xung đột rất lớn giữa Marilyn và Bill. Marilyn muốn đưa những đứa con của mình rời khỏi căn nhà vì cô phát hiện rằng người chồng của cô đã lạm dụng tình dục suốt nhiều năm với con trai Donald và cả con gái Lana, lúc đó chỉ mới 4 tuổi. Sở thích bệnh hoạn đó của hắn là lý do vì sao hắn không ngừng khuyến khích Glenn nên quyến rũ và có mối quan hệ gần gũi với vợ mình. Trong đêm đó, cuộc tranh cãi quyết liệt hơn khi Marilyn chuyển đồ trong ô tô, sợ rằng vợ mình sẽ báo chuyện này cho cảnh sát. Sau một lúc cãi vã, Bill đã bắn liền 2 phát cùng một lúc vào mặt và 4 phát liên tiếp vào bụng Marilyn. Tiếp theo, hắn lên phòng nói với hai đứa con rằng mẹ chúng đã đi mất và hắn sẽ đi tìm ngay trong đêm. Hắn gửi hai đứa nhỏ ở nhà hàng xóm, phân tách thi thể của Marilyn, dùng cán búa đập hết phần răng để không thể giám định ADN, chôn phần đầu tại một nơi hẻo lánh và mang thi thể còn lại cho chìm hẳn vào sông Ohio. Sáng hôm sau, hắn trở về nhà báo rằng đã tìm vợ mình khắp nơi nhưng không thấy và báo án. Những năm sau đó, hắn chuyển đến sống nơi khác để tránh sự dò ngó của cảnh sát. Hắn tiếp tục lạm dụng bọn trẻ, nhưng đều sai lầm trong tính toán là cô người yêu sau này của hắn bị Donald thuyết phục và báo với cảnh sát tống hắn vào tù về tội bạo hành trẻ em. Ngày 8 tháng 7 năm 2003, Bill Major bị truy tố về tội giết vợ và bạo hành lạm dụng tình dục trẻ em. Cả Lanana và Donald đều có mặt để đảm bảo công lý được thực thi, và họ lên tiếng làm chứng về hành vi ấu dâm của hắn liên tục trong quá trình trưởng thành. Cả hai miêu tả chi tiết cách Bill đe dọa giết cả hai anh em nếu không giữ bí mật. Cả tòa im lặng như không thể tin vào tai mình khi họ nghe những câu chuyện về hành vi người bố bệnh hoạn ghê tởm làm với chính con đẻ. Hơn 2 thập kỷ sau vụ mất tích của Marilyn, bồi thẩm đoàn chỉ mất 43 phút nghị án để đưa ra phán quyết. Bill Major phạm tội giết người cấp độ 1 và giả mạo bằng chứng. Marilyn phát hiện chồng lạm dụng tình dục con đẻ nên đòi ly hôn. Sợ bị lộ, Bill lên kế hoạch bắn vợ, phi tang xác và cuối cùng hắn lĩnh án chung thân. Trong lời cuối cùng, tòa nhắc đến việc nhờ có niềm tin mãnh liệt và tình yêu mà con gái dành cho mẹ mà Lanana đã cố gắng đấu tranh tới cùng để công lý được phơi bày.
Sự thật sáng tỏ, dù lúc mẹ mất cô chỉ là đứa bé 4 tuổi. Hôm nay, khi đương đầu với người bố đầy tội ác và biết được sự thật về những gì thực sự xảy ra với mẹ, cô đã chứng minh rằng mẹ cô không bỏ rơi mình. Mẹ của hai đứa trẻ thực sự đã làm điều ngược lại và hy sinh cuộc đời để bảo vệ những đứa con khỏi quái vật mà chúng gọi là bố. Suốt những năm qua, Jordan luôn ủng hộ Lana và cùng nhau họ đã phá vỡ vòng xoáy lạm dụng tình dục do bố mình dựng nên. Mặc dù Lana mất nhiều năm để chữa lành những vết thương do cha gây ra, cô là bằng chứng sống cho việc sau tất cả những bi kịch vẫn đứng lên và tạo dựng cuộc đời mới. Với sức mạnh và sự kiên cường đáng kinh ngạc, cô đối mặt với cha mình. Tên quỷ dữ đọa đầy cuộc đời cô và anh trai vì tình yêu to lớn với người mẹ qua cố. Sau khi khai hết mọi chuyện, Bill vẽ cho cảnh sát một bản đồ để giúp họ tìm kiếm phần hài cốt còn lại của Marilyn. Nhưng cho đến nay, không có bất kỳ thứ nào khác ngoài hộp sọ được tìm thấy. Và đó là câu chuyện của hôm nay. Bạn thấy vụ án thế nào? Bạn nghĩ sao về hành trình đòi công lý của Lana? Hãy cùng comment ý kiến phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn vì xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.